Nhận định bóng đá U23 Việt Nam vs U20 Hàn Quốc hôm nay. Trận đấu U23 Việt Nam vs U20 Hàn Quốc diễn ra lúc 19 giờ hôm nay ngày 22 tháng 4. U23 Việt Nam và U20 Hàn Quốc bất phân thắng bại trong trận đấu đầu tiên cách đây ít ngày. Tuy nhiên, kết quả trên bảng tỷ số không phải điều quan trọng. Đó là một buổi thử nghiệm để đánh giá năng lực của các cầu thủ. Huấn luyện viên Park Hang-seo sử dụng tổng cộng 21 cầu thủ trên sân Việt Trì, Phú Thọ hôm ngày 19 tháng 4. Thủ môn Nguyễn Văn Toản là người duy nhất thi đấu trọn vẹn cả trận. Đối với nhà cầm quân người Hàn Quốc, thành công lớn nhất ở trận đấu này là hầu hết các cầu thủ mà ông cần thử nghiệm đều được ra sân và thể hiện năng lực. Khi huấn luyện viên Park Hang-seo nắm được cơ bản về năng lực cá nhân của các học trò, bây giờ là lúc ông cần đánh giá các phương án lắp ghép đội hình. Người hâm mộ có thể sẽ được chứng kiến bộ khung mạnh nhất của U23 Việt Nam xuất hiện trong trận tái đấu U20 Hàn Quốc. Chúng tôi đang tìm ra sự kết hợp trong đội hình để làm sao đưa ra phương án tốt nhất về nhân sự, huấn luyện viên Park Hang-seo nói trước trận đấu. Chúng tôi có nhiều sự lựa chọn. Vấn đề quan trọng nhất là thời gian, làm sao tạo ra sự kết hợp tốt. Nguyễn Thanh Bình, Bùi Quang Việt, anh đều bình phục chấn thương. Huấn luyện viên Park Hang-seo xác nhận Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Tiến Linh sẽ ra sân trong trận đấu tối nay. Đây mới là trận đấu mà U23 Việt Nam thể hiện khả năng phối hợp và chất lượng lối chơi. Việc U23 Việt Nam tung ra sân đội hình mạnh nhất cũng là điều mà đội khách mong muốn. U20 Hàn Quốc cần thử thách bản thân trước một đối thủ mạnh và chơi hết khả năng, với mục tiêu lớn nhất là tích lũy kinh nghiệm. Đội bóng đua huấn luyện viên Kim Bân Dung dẫn dắt cho thấy rằng họ không phải đối thủ hạng xoàng, dù thua kém về tuổi tác so với U23 Việt Nam. Các cầu thủ U20 Hàn Quốc có thể hình và tốc độ rất tốt, cộng thêm quyết tâm thể hiện năng lực. Giống như trận lượt đi giữa hai đội, cuộc tái đấu này sẽ không dễ dàng cho U23 Việt Nam. Đội hình dự kiến U23 Việt Nam vs U20 Hàn Quốc. U23 Việt Nam: Văn Chuẩn, Văn Xuân, Mạnh Dũng, Văn Tới, Duy Cương, Văn Đô, Hoàng Anh, Hùng Dũng, Hoàng Đức, Tiến Linh, Xuân Tú. U20 Hàn Quốc: Kim Jung Hoon, Lee Gilbert, Lee Koo Chang, Cho Chang Quang, Park Jung Jang, Lee Seung Kwon, Bae Jun Ho, Park Hae Ong Bin, Park Seung Ho, Lee Jang Jung, Yoo Se Ung Min. Dự đoán U23 Việt Nam hay công U20 Hàn Quốc. Nhận định, dự đoán kết quả U23 Việt Nam vs U20 Hàn Quốc. Nhận định U23 Việt Nam vs U20 Hàn Quốc, Giao Hiếu, 19 giờ ngày 22 tháng 4. Dự đoán kết quả U23 Việt Nam vs U20 Hàn Quốc chính xác nhất. Trận giao hữu giữa U23 Việt Nam và U20 Hàn Quốc diễn ra lúc 19 giờ ngày 19 tháng 4 trên sân Hàm Đẩy. Nhận định U23 Việt Nam vs U20 Hàn Quốc. Sau màn trình diễn trên sân Việt Trì hôm ngày 19 tháng 4, U23 Việt Nam đã bộc lộ khá nhiều khuyết điểm và đồng nghĩa huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ còn nhiều việc cần phải làm để hoàn thiện lối chơi và nhân sự cho những chiến binh sao vàng. Trong trận lượt đi, những tình huống phối hợp của đội bóng áo đỏ tỏ ra khá đơn giản và dễ bị bắt bài. Ngoài ra, khả năng dứt điểm cũng là vấn đề mà vị chiến lược gia người Hàn Quốc cần lưu tâm. Điểm đáng khen nhất của U23 Việt Nam là sự kỷ luật, tính tổ chức và tinh thần thi đấu khá tốt. Tuy nhiên, ở trận đấu đó, huấn luyện viên Park Hang-seo chỉ đang thử nghiệm đội hình và chưa muốn để các học trò của mình bung sức. Trong cuộc tái đấu vào tối ngày 22 tháng 4, rất có thể ba cầu thủ trên 23 tuổi sẽ được ra sân và khi đó, sức mạnh thực sự của U23 Việt Nam mới được bộc lộ. Bên kia sân, U20 Hàn Quốc đã có một trận đấu khá tốt trước đội chủ nhà U23 Việt Nam. Ở cuộc đọ sức trên sân Việt Trì, các cầu thủ xứ Kim Chi đã cho thấy những phẩm chất về kỹ thuật, tốc độ và sức mạnh ấn tượng của mình. Đặc biệt, khả năng không chiến của U20 Hàn Quốc cũng tương đối tốt. Bàn mở tỷ số của họ đến từ một tình huống đánh đầu. Với những gì đã thể hiện, trận tái đấu trên sân Hàm Đẩy của hai đội được dự đoán sẽ diễn ra hấp dẫn hơn rất nhiều so với lượt đi. Đội hình dự kiến: U23 Việt Nam 352, Văn Toàn, Văn Tới, Tiến Long, Anh Việt, Tuấn Tài, Hùng Dũng, Hoàng Đức, Hoàng Anh, Văn Đô, Xuân Tú, Tiến Linh. U20 Hàn Quốc 442, Cho Minh Kiêu, An Giới Emin, Duy Sê Ung Hai On, Park Huyên Bin, Lee Gilbert, Cho Giang Quang, Lee Sê Ung Quân, Dung Giang Hun, Lee Gu Giang, Lee Giang Jun, Bae Jun Ho. Dự đoán kết quả U23 Việt Nam 2-1 U20 Hàn Quốc.